Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin ép Việt Nam, Trung Quốc bị phản đòn, dồn Biển Đông, Bắc Kinh nhận quả đắng. Vâng, các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua và đặc biệt là gần đây thì Trung Quốc liên tục đưa các tàu thăm dò vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khảo sát. Và việc này đã kéo dài tới 3 tháng nay. Và từ đầu tháng 7 đến nay thì Trung Quốc không cần giấu giếm mưu đồ bành trướng của mình, liên tục thực hiện tiếp tục những cái hành động đo đạc ngay trong vùng lãnh thổ của Việt Nam như vậy. Và điều đó chúng ta có thể xem được ngay ngày hôm nay, đó là hình ảnh mới nhất mà chúng tôi nhận được từ hoạt động của những chiếc tàu Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2019 do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam chia sẻ. Hải Dương bắt đầu thực hiện các đường khảo sát mới chạy song song với vĩ tuyến quét ngang qua các lô thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam ở vùng biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Vào lúc 11 giờ 29 phút hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2019 giờ Hải Việt Nam, Hải Dương 8 bắt đầu thực hiện một đợt khảo sát mới chạy song song với đường vĩ tuyến và quét ngang qua các lô thăm dò khảo sát dân quang 04 để dễ phân biệt. Đường khảo sát này được tên là đường khảo sát số 9. Trong những ngày tới, các đường khảo sát thứ 10, 11, 12 mà Hải Dương 8 thực hiện sẽ song song với đường thứ 9 nói trên và đi qua các lô thăm dò khai thác dầu khí nằm ở trên lô dân quang 04, đó là các lô Bisheng 16, Huiyang 34 và các điểm cực tây của các đường khảo sát này sẽ chỉ cách bờ biển Việt Nam chỉ khoảng 120 đến 130 km mà thôi. Cần nhắc lại là các lô thăm dò khai thác dầu khí dân quang 22, dân quang 04, Bisheng 16 và Huiyang 34 và Huiyang 10 và Ninjin 22 là các lô thăm dò khai thác dầu khí nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã ngang ngược nhận là của mình, đặt tên mới cho các lô này vào năm 2012 và Trung Quốc đã mời các công ty dầu khí của quốc tế đến khai thác. Tuy nhiên, không có công ty nào tham gia vì ngán ngại, phản ứng quyết liệt nhưng hợp pháp của phía Việt Nam. Và để gần lại thì các bạn thấy rất rõ những hải trình, những đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc trong 3 tháng qua và đặc biệt ngay tại thời điểm này là rất sát bờ biển Việt Nam và rất nguy hiểm và nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và Hải quân Việt Nam cũng như lực lượng cảnh sát biển Việt Nam dường như không thể làm gì được trước cái sự xâm lăng của Trung Quốc này. Và hiện nay đây là điều rất tai hại cho đất nước Việt Nam trong lúc khi bị chính người đồng chí của mình cùng ý thức hệ cộng sản xâm chiếm lãnh thổ. Và báo chí quốc tế đã đăng tải các bản tin hàng đầu liên quan đến hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và vùng biển Việt Nam. Và hình ảnh mới nhất và chúng tôi xin chia sẻ đó là những bài báo đăng trên báo quốc tế ghi rằng Biển Đông ép Việt Nam, Trung Quốc có nguy cơ bị phản đòn. Đây là hình ảnh sơ đồ vị trí các lô dầu khí của Việt Nam màu xanh lá cây và Trung Quốc thì màu xanh dương. Tại Biển Đông có rất nhiều lô chồng lên nhau. Đây là hình ảnh các bạn có thể xem. Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 đến nay, Trung Quốc công khai cho tàu xâm phạm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam dọc theo Biển Đông, vừa sách nhiễu công việc thăm dò dầu khí của Việt Nam tại vùng bãi Tư Chính, vừa khảo sát một khu vực ngoài khơi miền Nam Trung Bộ. Và theo tiết lộ mới nhất trên một tài khoản tweet, chỉ cách bờ biển Việt Nam 150 km vào hôm 9 tháng 10 năm 2019 mà thôi. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem. Và sau video này chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link để các bạn có thể trực tiếp đọc thêm những thông tin chi tiết hơn, cũng như sơ đồ và biểu đồ đường đi hành trình của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và Việt Nam chưa có biện pháp để có thể xua đuổi được những chiếc tàu này ra khỏi chủ quyền của mình. Và trong một bản phân tích vào ngày 8 tháng 10 năm 2019 mang tựa đề Động lực và rủi ro cho việc Trung Quốc gây sức ép cho Việt Nam, cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, viết tắt là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington đã cảnh báo. Và chúng tôi xin chia sẻ bài báo đó. Đây là hình ảnh bài báo đó đã được đăng tải và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link sau đây. Nội dung: đây là bài báo của cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á hôm 8 tháng 10 năm 2019. Chiến lược gia tăng sức ép của Trung Quốc đối với Việt Nam hàm chứa nhiều rủi ro nghiêm trọng cho Bắc Kinh, và nếu đi quá trớn có thể gây tác động ngược lại vì các hành vi hù dọa của Bắc Kinh có thể thúc đẩy ASEAN và cộng đồng quốc tế ủng hộ Hà Nội. Trong phần mở đầu bài phân tích, Lucio Blanco Pilo, giảng viên tại trường khoa học xã hội thuộc Đại học Ateneo ở Manila, Philippines, đã nêu bật việc Trung Quốc đang tăng cường cản trở các hoạt động kinh tế trên biển
chính đáng và hợp pháp của các nước láng giềng, cũng như gây áp lực đối với các công ty nước ngoài buộc họ ngừng hoạt động thăm dò, không chỉ bên trong đường 9 đoạn bị coi là không có giá trị pháp lý mà cả trong vùng biển tiếp giáp bên cạnh. Trước đây Bắc Kinh cũng chỉ phản đối miệng, nhưng ngày nay họ tung ra một lực lượng hải quân, hải cảnh và dân quân biển hùng hậu xuống Biển Đông để áp đặt yêu sách, và như vậy là Trung Quốc đã gia tăng sức ép với các nước nhỏ hơn mình, nhất là đối với Việt Nam. Và đây là bài báo mà các bạn cũng có thể xem ngay sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ. Và chúng ta hãy tìm hiểu vì sao gần đây Trung Quốc lại liên tục chĩa mũi nhọn vào Việt Nam như vậy. Và cũng nội dung được đăng tải của nhà nghiên cứu Philippines này cho biết. Đây là hình ảnh ông Luciano, là thành viên nghiên cứu của tổ chức Con đường tiến bộ châu Á-Thái Bình Dương, đồng nghiệp tại Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc của Đại học Philippines, giảng viên tại chương trình nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Ateneo của Manila. Ông cho biết có khá nhiều yếu tố giải thích vì sao Bắc Kinh lại tập trung mũi dùi vào Việt Nam. Lý do đầu tiên là Trung Quốc bây giờ đã nắm được Philippines, cho nên đã tương đối rảnh tay để đối phó với Việt Nam. Trước đây, trong số những nước có tranh chấp ở Biển Đông, Philippines và Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc phản đối các yêu sách quá trớn của Trung Quốc. Nhưng với việc Manila đang ngày càng sẵn sàng đồng khai thác với Bắc Kinh, Trung Quốc đã có thể tập trung đối phó với lực cản từ Hà Nội. Đây là phân tích của ông. Và lý do thứ hai mà Việt Nam đang phải chịu đựng sức ép từ Trung Quốc cũng theo ông được đưa ra. Liên quan đến tập đoàn dầu hỏa Mỹ ExxonMobil, hiện là đối tác của Việt Nam trong dự án cá voi xanh ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Exxon đã bắt đầu quyết định về việc có nên tiếp tục đầu tư hay không, không riêng gì ở Việt Nam mà ở nhiều nơi khác trên thế giới, từ Na Uy cho đến vùng vịnh Mexico. Bắc Kinh có lẽ muốn gây sự để khuyến khích ExxonMobil thoái vốn ra khỏi Việt Nam. Trên vấn đề này, Trung Quốc muốn lập lại kịch bản trước đây khi sức ép gây ra từ Trung Quốc đã thành công buộc được tập đoàn Resso của Tây Ban Nha rút đi. Và đây là hình ảnh mà giàn khoan của ExxonMobil trên biển ở một số nước. Và hiện nay thì Trung Quốc vẫn đang tiếp tục áp dụng cái biện pháp tương tự như đối với những công ty khác trước đó mà họ đã thành công. Và lý do thứ ba mà cũng chia sẻ thêm, đó là việc ý đồ tác động đến chuyến thăm Mỹ từng được dự kiến của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, với hồ sơ cá voi xanh sẽ được cho là sẽ hiện diện trong chương trình nghị sự. Đây là bản đồ của khu vực khu vực cá voi xanh, nơi mà Mỹ và Việt Nam đang hợp tác để khai thác. Đã có nhiều nguồn tin quan chức thuộc tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam, đối tác của ExxonMobil trong dự án, sẽ tham gia phái đoàn thăm Mỹ cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và tiếp tục chúng ta có thể xem những thông tin và những lý do tiếp theo. Đó là lý do thứ tư, là Việt Nam sắp đảm nhận chức chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới, và Hà Nội có thể sẽ sử dụng cơ hội này để thúc đẩy sự đồng thuận khu vực vững chắc hơn, nhằm đẩy lùi các hành động quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy hội nghị ASEAN được tổ chức trong thời gian vừa qua. Một lý do khác là việc vào năm 2021 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Bắc Kinh có thể muốn chứng tỏ là Đảng đã thành công trong việc bảo vệ quan điểm được mở rộng về lãnh thổ, quyền hàng hải và an toàn và an ninh hàng quốc gia của họ. Và với việc đó thì Trung Quốc đã tìm cách là thôn tính lãnh thổ của người đồng chí là người Việt Nam nhỏ bé ở phía Nam, và đấy là điều rất nguy hiểm. Và điều cuối cùng mà Trung Quốc đang nắm được điểm yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và rất quan trọng, đấy là theo chia sẻ của ông, ngay từ 7 giờ 30 phút sáng đó, đây là thời điểm mà chúng ta chứng kiến việc hình ảnh sáng ngày mùng 11 tháng 5 năm 2014, hàng ngàn người đã đứng tập trung ở cổng Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội phản đối. Và đây là cái điều mà Việt Nam đang rất sợ, và Đảng Cộng sản Việt Nam rất sợ. Và Trung Quốc cũng có thể tính toán rằng Việt Nam sẽ không thể để tái diễn cuộc bạo loạn như vào những năm 2014 và những cuộc biểu tình ở đây. Sau khi Bắc Kinh cho cắm một giàn khoan nước sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, vì nếu để xảy ra bạo động thì có thể khiến các nhà đầu tư sợ hãi vào thời điểm Việt Nam đang thu hút các công ty chạy trốn khỏi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Và đây là điều mà Trung Quốc đang nắm lấy việc Việt Nam, và Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ điều này, cho nên Việt Nam vẫn buộc phải im lặng trước Trung Quốc. Và hành động hung hăng của Trung Quốc hiện nay có thể bị tác động dội ngược trở lại với những ý kiến như sau. Đây là hình ảnh của tòa trọng tài
thường trực PCA ở Hà Lan đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. Tuyên bố của tòa là không có cơ sở pháp lý cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử trên những tài nguyên của các khu vùng biển nằm trong bản đồ đường chín đoạn ở Biển Đông mà Thủ tướng Chu Ân Lai trong tuyên bố ngày 15 tháng 8 năm 1951 đã chính thức đưa yêu sách đòi toàn bộ chủ quyền Biển Đông, gây tranh chấp với các nước như Brunei, Đài Loan, Malaysia và Philippines và Việt Nam. Và điều rất quan trọng mà Trung Quốc có thể bị dội lại đó là những phán quyết của tòa như vậy. Và việc Trung Quốc quyết định gửi tàu khảo sát vào vùng biển của các quốc gia láng giềng như Việt Nam hàm chứa nhiều rủi ro lớn và nếu đi quá đà, Bắc Kinh có thể bị phản đòn trên nhiều mặt. Theo chuyên gia Philippines, hành động của Trung Quốc có thể nâng cao hơn nữa quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và quyền lợi kinh tế của mình, thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ ExxonMobil để chống lại áp lực của Trung Quốc và thúc đẩy ASEAN đẩy lùi các nỗ lực của Trung Quốc muốn loại trừ các công ty nước ngoài khác, không cho đầu tư vào các dự án năng lượng ở ngoài khơi của họ. Mặt khác, cho dù phương án của Hà Nội đối phó với Bắc Kinh còn hạn chế, cơ sở pháp lý yếu kém của yêu sách của Trung Quốc vẫn là một lỗ hổng mà Việt Nam có thể khai thác bằng cách đưa vụ việc ra một định chế quốc tế như Philippines đã làm vào năm 2013. Và phán quyết trọng tài vô hiệu hóa yêu sách dựa trên chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đã buộc Bắc Kinh phải đưa ra những lập luận mới để biện minh cho các yêu sách chủ quyền đối với nhóm đảo khác trong ở Biển Đông mà họ gọi là Tứ Sa. Tuy nhiên, do phán quyết của tòa trọng tài đã khẳng định rằng không có thực thể nào ở Trường Sa có đủ điều kiện là hòn đảo có khả năng tạo ra vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, và quyết quyền đó được dựa trên các đặc điểm riêng lẻ của từng hòn đảo chứ không phụ thuộc vào nhóm đảo nói chung. Việc Bắc Kinh sử dụng chiêu bài Tứ Sa làm cơ sở để đòi chủ quyền trên vùng biển và tài nguyên sẽ không đứng vững. Đây là những cái phán quyết của tòa trước đó và điều này có thể được Việt Nam áp dụng trong thời gian tới. Và có lẽ giờ đây người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra người đồng chí phương Bắc của mình lộ rõ bản chất xâm lược, luôn coi Việt Nam là một nước chư hầu từ lâu, nên ông cần tỉnh táo và mạnh dạn cải cách triệt để tặng cho Trung Quốc một món quà mà họ đang rất lo sợ. Đó là chuyển đổi đất nước sang thể chế dân chủ, đem lại tự do cho trên 90 triệu người dân Việt Nam đang ngày đêm mong chờ điều này. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và bấm nút theo dõi để có thể được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.